Nị ơi, lâu rồi á, cô á chưa có kể cho Nị nghe mấy chuyện ở nhà, vậy hôm nay cô kể cho Nị nghe cái chuyện này nha. Nị biết không, hôm qua anh hai giỏi lắm, hai tự xem cách làm mì trên mạng, rồi hai quyết định là sẽ làm thử cho cả nhà ăn. Thay vì mua mì ngoài siêu thị á, thì hai nghĩ là tự làm cộng mì nó sẽ dai và ngon hơn nhiều. Thế là sáng, hai tự động dậy sớm, rồi hai tự lấy bột ra trộn nè, xong rồi tự nhồi, tự cán bột luôn. Giỏi chưa? Thì lúc mà ba dậy thì thấy hai đang cắt bột ra thành từng cọng dài rồi. Sau đó thì ba với cô cũng có phụ hai nhồi bột, rồi cán bột, rồi cắt hết phần bột còn lại. Nhìn vậy thôi chứ khó lắm nha nị, tại nhiều khi bột nó ướt quá, cái mình cắt nó cứ dính dính lại với nhau á. Mà hả, bột khô quá thì nó sẽ không có, cái cọng mì nó không có được dài, nó không có được dai nữa. Rồi thì sau khi cắt xong á, thì mình phủ một cái lớp bột áo để mì nó không bị dính, rồi mình đem đi hấp. Sau đó mình lấy cái chỗ mì hấp đó đó, mình xào với thịt và nấm. Và đây là thành quả như hình. Tên nị thấy không, cọng mì nó to đùng. Cọng mì này đúng to luôn á nị. Tại lúc cắt cái mình cắt hơi to, mà cô nghĩ lúc mà cắt thì dao bình thường nhưng cắt cũng cỡ đó, là không thể nhỏ hơn được nữa, tại nhỏ hơn nó đứt. Ai dè tới khi hấp nó lại nở ra nữa, giống như cái lần mình làm trân châu này nhớ không, cục nào cục nấy nuốt muốn chết luôn. Nhưng mà mì này á, tuy nó to nhưng mà ăn nó rất dai và rất ngon nha, dai hơn hẳn cái mì mua trong siêu thị luôn. Ba nói sau này ba sẽ mua một cái máy làm mì về cho hai làm, thì đỡ mất công phải cắt mì bằng tay, mà hình dáng cái cọng mì nó cũng thẩm mỹ hơn nữa. Còn hiện giờ với cái cọng mì tự làm như vậy nè, thì cả nhà định là sẽ mở một cái tiệm mì cho hai và lấy tên là tiệm mì con trăng. Tại đi thấy á, cọng nào cũng to như con trăng anaconda vậy á, và đặc biệt là không có con trăng nào giống con trăng nào nha, rất là độc đáo luôn, mỗi cọng một hình dáng khác nhau. Còn đây đây nè, độc đáo cho nị, đây cũng là một cọng mì đó nị. Nị thấy nó giống cọng mì không? Con này mà là con trăng gì nị, này là kiểu mấy con đĩa hay là mấy con trùng biến hình nữa. Nó bò nhầm vô thôi chứ nó không phải con trăng đâu nị, nên nị thấy nó mập ú mà ngắn cuộn nữa. Nhưng mà nói chung lại là cái mì này nó rất là ngon. Chị thấy ông nguyên một chảo nè. Thì á, bây giờ hai đứa biết làm mì rồi, sau này á, mình sẽ kiếm một cái máy làm mì, sau đó là mình sẽ làm mì lại. Rồi chừng nào á, mà nị về thì hai sẽ làm cho nị ăn, tha hồ ăn luôn nha nị. Bye nị, mong nị thành người đàng hoàng.